Ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Huy Quang, sinh năm 1975, thôn Mai Lĩnh, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 1 năm 2024 đến nay, do thiếu tiền tiêu xài, Hồ Huy Quang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức xem bói toán, dài hạn, cúng bái. Quang sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin rằng mình có thể bói toán dài hạn, kèm theo số điện thoại liên hệ dưới bài viết. Nếu có khách hàng gọi điện đến, Quang đưa ra thông tin mình có khả năng xem bói đã dài hạn, cúng bái cho nhiều người, giúp họ đạt được mong muốn. Khi bị hại đã tin tưởng, Quang yêu cầu họ phải chuyển tiền làm lễ đến số tài khoản ngân hàng của hắn và nói sau khi làm lễ xong, bên trên sẽ chuyển lại tiền. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền, Hồ Huy Quang không làm lễ xem bói toán dài hạn cúng bái cho người này mà sử dụng tiêu xài cá nhân. Bằng thủ đoạn này, Quang đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại trên địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.